Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên đã trao quyết định số 357 QĐ-TTg ngày 7 tháng 4 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ cho Thứ trưởng Trần Quốc Khánh. Theo đó, Thứ trưởng Trần Quốc Khánh sẽ nghỉ hưu theo chế độ từ ngày 1 tháng 6 năm 2023. Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên nhấn mạnh, đồng chí Trần Quốc Khánh đã có 36 năm cống hiến trọn vẹn cho ngành công thương qua các thời kỳ, trong đó có 13 năm trên cương vị là Thứ trưởng Bộ Công Thương. Trong suốt quá trình công tác, đồng chí luôn hoàn thành chức trách, nhiệm vụ được giao, luôn thể hiện trách nhiệm, tình cảm với đồng nghiệp, gương mẫu trong công việc, trong cuộc sống, góp phần xây dựng ngành công thương đoàn kết, tạo sức mạnh để cùng toàn ngành vượt qua thách thức và hoàn thành nhiệm vụ của Đảng, Nhà nước giao. Thứ trưởng Trần Quốc Khánh khẳng định sẽ luôn giữ vững phẩm chất, phát huy giá trị tốt đẹp, tiếp tục đóng góp trong khả năng của mình với Bộ Công Thương, thực hiện tốt trách nhiệm của người đảng viên khi đã về hưu.